Sau hai lần xét nghiệm âm tính với COVID-19, cả hai bệnh nhân này đều vô cùng hạnh phúc khi biết mình đã khỏi hoàn toàn và không còn mầm bệnh. Trong quá trình mắc bệnh này thì thực sự là em cảm thấy trong cơ thể em chỉ như là cảm cúm bình thường ạ. Về thi thoảng em cũng hay bị cảm cúm. Em hôm nay được ra viện thì em cảm thấy rất vui ạ. Và cuối cùng mình cũng đã khỏi bệnh ạ. Hai ca bệnh trên có một bệnh nhân nam nằm trong nhóm 8 công nhân tập huấn trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc và một bệnh nhân nữ bị lây nhiễm do trước đó đã tiếp xúc với người nhiễm COVID-19. Cả hai bệnh nhân đều có biểu hiện sốt cao, đau rát họng, ho, đau mỏi người. Sau hơn 10 ngày, hai bệnh nhân đã hết các triệu chứng trên và âm tính với virus sau hai lần xét nghiệm. Chúng ta trong giai đoạn này, những bệnh nhân hiện nay đang ở Việt Nam thì chúng ta cũng đã khống chế được và cũng đã điều trị được có hiệu quả ở tuyến huyện và chúng ta có thể điều trị được một cách rất là tốt. Những bệnh nhân nặng hơn thì có thể đưa lên trên đây chúng tôi điều trị. Các chuyên gia cho biết điều này cho thấy phác đồ điều trị bệnh COVID-19 của Việt Nam cho kết quả tốt. Vì vậy vẫn sẽ tiếp tục phân tuyến điều trị trong trường hợp phát hiện thêm các ca dương tính mới. Đối với những bệnh nhân có triệu chứng không nặng, chúng tôi muốn dùng từ là không nặng, chưa diễn biến nặng thì giữ ở tuyến tỉnh điều trị. Thế và chúng ta thấy là Thanh Hóa đã giữ bệnh nhân điều trị ở bệnh viện khoa bệnh nhiệt đới, đã điều trị khỏi ra viện. Thế và tuyến tỉnh nữa là bệnh viện nhiệt đới của Khánh Hòa cũng đã điều trị khỏi ra viện. Chứ chúng ta cũng không tập trung về các cái trung tâm. Đến nay, Việt Nam ghi nhận 16 ca dương tính COVID-19, đã chữa khỏi 13, còn 3 ca đang điều trị cách ly. 3 ca này gồm một bé 3 tháng tuổi, một bệnh nhân nam ở Vĩnh Phúc, một Việt kiều Mỹ đang điều trị ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, công tác khoanh vùng phát hiện và cách ly các trường hợp nghi nhiễm vẫn được tiến hành chặt chẽ để tránh lây nhiễm ra cộng đồng.